Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Tiny Gladiator và mình là Thành Nghe Gì Đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta sẽ có hai phần ở đây, một là tiếp tục hoặc là PVP chiến đấu này. Cái cấp 10 nó sẽ mở cái phần là người sống sót ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Mình đang đến cái phần nào rồi đây? Rồi, mình sẽ nhận được thêm 5.000 coin của ngày hôm nay à. Và hôm nay sẽ được nhận thêm 5 viên kim cương này, ngày thứ nhất. Còn phần thưởng hàng ngày sẽ được anh hùng mục là cái gì ta? Mình không biết là cái gì. Nhận thêm 5 game này. Và được một cái hòm châu báu miễn phí đây. Chúng ta sẽ mở ra thôi. Ui, sức mạnh là từ 335 đến 445 miễn phí luôn. Chơi luôn thôi. Umbala, mình sẽ nhận cái hòm gì đây? Hòm giữa đi. Để xem nào. Nó là vũ khí không? Đấy, wow. Wow, quả thương đẹp thế nhở. Quả thương gì đây, nó không có tên ta. Nó chỉ có chữ anh hùng thôi. Cấp 14, nhảy về phía sau làm mới cooldown ném. Mình hiểu rồi. Nó sẽ kiểu reset cái cooldown phi lao. Phi thương, tự động chọn tốt nhất này. Hay lắm. Và mình có thêm một cái hòm nữa. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái hòm gỗ thôi. Hòm gỗ thì chắc là nó đồ sẽ cùi hơn rồi. Một bộ giáp anh em ạ, 234. Cùng với đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm tiền để mua này thôi. Yeah. Mình sẽ mua cái hòm này. Ok, miễn phí trong vòng 3 tiếng nữa. Chúng ta sẽ vào và tiếp tục vào chơi. Ở đây như có một bạn nào bảo mình mở cái hòm chưa mở đúng không? Đây, thương cùi bắp nhất đây. Phải hoàn thành mức độ nhận thưởng này. Chúng ta cần phải hoàn thành 3 sao thì nó mới cho mở cái hòm này thì phải. Đấy, được thêm một cái mũ. Mũ đầu bò, mũ sừng bò đây. Ok. Và chúng ta sẽ sang cái cửa 11 đối đầu với một thằng Spectre. Hình như mình được, mình đấu được Spectre nào. Chiến thôi nào, tiến lên. Ok, nào tiến lên. 3, 2, 1. Đây là lửa đen nhảy này. Đây là nhảy này, nhảy. Ây chà, xịt rồi. Này này, ui khỏe vãi. Đồ mới, đầu sừng bò thì đúng là gọi là bá đạo rồi. Quá khỏe. Tối đa được 200 gold và 2 game luôn. Hiện tại thì cái vũ khí mình đang rất là ngon, được 3 sao ngay này. Và mình có thể nâng cấp lên cho nó được, mình có thể là ném giáo hoặc là nhảy ngược tự động này, choáng váng sau cú đánh có vẻ cái này ngon này. Nâng luôn cái này. Chúng ta sẽ đủ mua trang phục cho ông trùm. Hãy mua trang phục cho ông trùm à. Làm gì đây? Bộ đồ nghề này. Chúng ta sẽ mua cái mặt nạ của cái con yêu tinh khổng lồ. Rồi sao mình thành yêu tinh thế này? Quái nào ta? Greyman, chúng ta sẽ đeo với một thằng tên là Greyman. Rồi, vào thôi, chiến. Phi lao. Ôi sao mình biến thành ơi trời. Phi lao, nhưng mà mình không được 3 sao anh em ạ. Cái thằng nó vừa đánh mình xong. Và sao mình đầu mình biến thành con quỷ vậy? Giờ mình có thể là chơi lại ngay được, mình sẽ mất 5 năng lượng nếu mà chơi lại cái này. Không sao, ta sẽ mở cái cửa 72%. Chúng ta phải lên trên này đúng không? Đánh 100%. Chắc chắn phải chiến đấu lại rồi. Tiến lên nào. Rồi. Phi lao anh em. Ôi giời ơi man. Từ từ nha. Ôi nó cũng phi lao kìa. Chết này, hay lắm. 3 sao, ngon. 3 sao thì mình sẽ mở được cái cửa trên. Thằng già này nó khỏe phết đấy, đùa đâu, Greyman này. Rồi, chúng ta sẽ lên trên này và mình sẽ ném lao, nâng cái ném lao trên. Nào, tiến lên nào, chúng ta sẽ tiến lên cái cửa số này và đấu với một thằng Butcher. Nó là chuyên đánh cận chiến luôn. Bỏ qua cái này đi. 3, 2, 1. Này, đúng rồi, phi lao, hay lắm. Perfect, hoàn hảo. Trên này còn hoàn hảo cơ. Chúng ta cái kiếm ấy, cái thương của chúng ta ấy, có cái kỹ năng là nhảy lùi ra đằng sau thì nó sẽ hồi cái chiêu phi giáo, phi thương của mình. Perfect. Rồi, ta sẽ mở thêm cái cửa 14 này. Mình có thể nâng thêm một cái nữa, mình sẽ kích hoạt cái kích thước cái ngọn giáo cho nó to ra đúng không? Cho nó khỏe hơn. Mindless chiến. Phải tắt cái này đi ạ. Bạn một thanh kiếm do dài thế. Này, ôi chà. Này, phi giáo này, phi lao các kiểu lên. Và thường kích thước to thật. Kiếm nó khá ổn, kiếm nó khá to.
Rồi, chúng ta đến cái cửa số 14 rồi đây. Ngon. Và mình sẽ mở được cái đấu trường này ra. Nhưng mà cái hòm này mình mở kiểu gì? Bạn phải thu thập được 3 sao từ các mức độ ở trước để có thể mở mức độ này. Mình 3 sao rồi đấy. Tất cả mức độ à? Mình sẽ đi đâu với một cái con gì đó. Mình có nên mua đồ không ta? Nên mua đồ đi. Mình sẽ mua cái loại 2500 này. Đầu tiên là một đồ. Úm ba la. Hòm này đi. Đồ gì đây? Một cái áo giáp tăng 310. Mình có thể mua thêm một hòm nữa. 2500 này. Mình sẽ mua hòm này đi. Cái gì đây? Mũ đi. Đấy, cái mũ giáp vàng này đẹp chưa? 337. Nhưng mà tại sao là mình trang bị cái mũ kia mà nhìn nó hơi ấy vậy ta? Hồ sơ này, cái gì đấy? Những cái này là đồ cùi hơn, tùy biến hình ảnh này. Cái này tùy biến hình ảnh thôi. X ra, để thằng cũ nhìn đẹp hơn, nhìn chất hơn rất là nhiều, yêu tinh nhìn xấu vãi. Cướp biển Caribe. Mi đang tìm kiếm kho báu. Rồi, mình sẽ đối đầu với thằng này, nó sẽ... Nào, Ok, bình tĩnh. Nổ rồi. Man. Này. Hồi máu không? Này, ôi giời, không được 3 sao rồi. Tiếc thế nhở. Man. Nó bị slow cái gì đó. Ta có thể đánh bại bất kỳ ai ở Tiny. Rồi, chúng ta sẽ được thêm điểm ở đây. Cái cửa dưới kia đã mở chưa ta? Miễn phí tháp sinh tồn nhận. Rồi, mình sẽ nhận cái này. Thống kê tham gia mất 50.000 vàng miễn phí này. Phần thưởng 1 win 1 sẽ được con mà. 10 trận thắng sẽ được 100 game kìa. 10 trận thắng sẽ được 10 game. Miễn phí tham gia. Hiện tại mình đang được miễn phí tham gia một lần đây. Này, nhảy lùi lại. Này, vào đây. Nó hút. Này, vào đây. Ok, let's go. Ôi, lốc. Chết đi, ba trận thắng rồi. Nó từ đâu ra? Ui giời ơi. 4 trận thắng, lên nào. Không được. Không được rồi. Ôi, sắp chết. Nó khỏe quá, thằng này khỏe quá rồi. Mình chỉ có 3 trận thắng thôi. Khó thật. Kết quả, sao mình vào trong cái phần gì đây? Chúng ta vào nhầm phần gì rồi? Mình sẽ được 30 game. Được 30 game, cái gì đây? Chúng ta sẽ next ra nha. Có thể đem một điểm nâng cấp này. Cái này là choáng váng sau cái đòn đánh. Một cơ hội làm choáng váng kẻ thù khi đang tấn công. Cơ hội là 1%. Cái này sao? Nhảy ngược này. Thời gian như kiểu là cooldown ấy, 4.9. Kích thước ngọn giáo. Tăng sức mạnh của ngọn giáo, độ dài cộng 4 này. Cái này có vẻ ngon này. Hoặc là mình cộng cái này đi, ném giáo đi. Mình đang cần đi ném giáo hơn. Nào, chúng ta sẽ... Hình như cửa này nó mở rồi phải, 97 này. Chưa được à? Thu thập thêm sao nữa. Mình cần một sao từ đấu trường nữa mới mở cái chỗ cửa kia. Tiến lên là thằng này cấp 11 và mình chỉ có cấp 8 thôi. Không quá khó khăn đâu. Này. Lên này. Ôi giời, không được 3 sao rồi. Không được 3 sao là ngày trâu quá, bắt đầu tìm trâu rồi đấy. Được có 2 sao thôi anh em ạ. Càng ngày nó càng khó lên mà. Không đơn giản như trước nữa. Rồi, chúng ta sẽ thêm 520 XP này, được 2 sao thôi. Họ mày mở đi. Đấy, được một cái giáo, cái thương nữa nhưng mà thương đều. Không quá khỏe đâu, nâng cấp lên nào. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp cái kỹ năng là làm choáng đi. Nhớ đâu có khả năng làm choáng sao. Nào, ui, cái thanh kiếm của nó chất phết nhờ. To thêm. Nào. Oh man. Ui dồi. Nào vào đây. Này. Nó bị độc anh em ạ. Này, mình có thể là phi từ xa được. Cái độ dạng
độ dài. Chết đi em. Khó, bắt đầu cảm giác khó rồi đấy. Chiến thắng, mình vẫn chiến thắng thôi. Nhưng mà không được 3 sao vàng rồi. Tạm thời chỉ được có 2 sao vàng thôi. Mình sang cái cửa thứ, có bao nhiêu cửa tất cả. Ôi, dài lắm anh em ạ. 46 này, 48, mấy trăm cửa đây. 121 cửa. Vui rồi, dài lắm. Bổ sung này, đây cái bổ sung mới này. Hiện tại đang là bình chọn cho một điểm đến. Người sống sót PVP đây. Chúng ta phải đấu PVP là chiến đấu mất 10 năng lượng anh em ạ. Rồi, thống kê win streak là cái chuỗi nhận thắng ấy. 1. Rồi, chúng ta sẽ xem chiến thắng phần thưởng cộng 1 cúp 105 vàng. Bạn đã thua. Chiến đấu thôi. Tao phải sợ nhỉ. PVP thì lúc nào thì cũng hay rồi. Nào. Này, giật này, vào đây, nó khỏe thế nhỉ? Thằng ấy nó khỏe thế nhỉ? Khỏe thế này. Úi giời. Sắp chết rồi. Khỏe này. Ta biết ngày mình đứng lên mà. Đứng lên này. Ném giáo. Hay chưa? Đánh PB này gọi là kịch tính này. Trò này thật sự rất là khó. Không phải đơn giản chút nào cả. Đấu tiếp thôi. Chiến nào. Chiến cho hết cái năng lượng rồi thôi. Thì thôi. 3, 2, 1, fight. Này. Ok man. Phóng. Úi giời. Thương. Mình cần phải đứng xa. Thôi là xịt rồi, hai cái phóng thương của mình trâu thế. Phải nó trâu thế nhỉ? Thôi rồi, xong rồi, nó cứ hút thôi. Không thể nào mà đỡ được. Nó cầm khoảng 6.000 mấy máu cơ. Bây giờ phải làm thế nào đây? Mình sẽ bị trừ mất một cái cúp. Khó nhờ. Các bạn là cái này đánh không đơn giản. Liên minh đồng. Rồi, chắc mình cần phải thêm luyện cày thêm thôi. Cái này bắt mua này. 118.000 được 50 game. Ghê quá. Thật sự ghê. Mình ném thương quả mấy lần xịt đấy. Chúng ta sẽ tập ném thương. Giữ khoảng cách. Nào. Ơi giỏi đấy. Toàn xịt thôi. Nào, vào đây. Rồi ôi, né tốt thế nhở. Chết. Hay lắm, tuyệt vời. Đánh rất tốt cái trận này. Chúng ta chỉ chiến thắng được có 2 sao thôi. Cấp 12 này. Và mình có thể tăng kích thước của cái phần cái thương của mình lên. Đấy. Chúng ta sẽ sang cái cấp độ 19. Đối đầu với thằng Tanky gì đó. Muốn có thể tăng sức mạnh bằng cách là xem quảng cáo. Cái này khó chịu thế ra. Ôi giời, xịt. Giật. Ok, man, sóng. Một phát. Vào đây. Ôi, xịt rồi. Phóng này, phóng thương. Vào đây. Úi giời ơi. Né tốt phết nhờ. Cái điểm yếu phóng thương là nó có thể né được anh em ạ. Ok, mình hiểu thế rồi. Mình sẽ đấu lại một trận nào PVP nào. Sẽ mở khóa cái 20 của 20. PVP đúng là khó. Mình sẽ mất 10 cái thanh năng lượng này. 3, 2, 1, Vào đây. Vào đây. Ơi, né tốt đấy. Ôi, nó hóa được cái thành cái gì kìa.
Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Mình cần nó đơ, đánh đơ. Này, 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 này. Đánh vào đầu ạ. Vào đầu để chết đi em. Wow. Công nhận là bọn này, bọn đánh trận chiến rất khỏe. Bọn cầm kiếm ấy, mình cầm thương có vẻ là hơi lép vế cho bọn nó rồi. Nếu cứ đấu được 3 trận nữa này, 2 trận nữa. Lại thằng kia rồi. Một phát này. Một phát. Một phát, một phát, một phát, một phát này. Một phát này, một phát, tiến lên. Tiến lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Xịt rồi, 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 xịt rồi này. Xịt rồi, thằng này lúc nãy là đánh mình đây. Nó đánh mình đây, kinh quá này. Kinh này, kinh này, kinh này. Bị ấy biết đánh gì nha. Không phải xoắn, thì thua đúng một trận rồi. Đánh đi. Ném thương chuẩn là thắng thôi. Cộng 2 rồi. Rồi, chúng ta có thể đấu được một trận nữa này. Ghét nhỉ, cái này cứ mỗi lần nó hiện lên là mình phải ấn. Này, 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 này. Né rồi, tốt rồi, tốt rồi, tốt thế nhỉ. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Né đi. Thấm chưa, thấm chưa, thấm chưa, thấm chưa, thấm chưa. Thủ đi, thủ này, thủ này, thủ này, thủ này. Thủ này. Ấy chà, nó biết là để né anh em ạ. Này này, này, này. Này này, phóng thương con bò. Con bò này. Chết đi em. Mẹ có vẻ khá là ổn đấy. Yes, tuyệt vời, nhưng mình hết thành năng lượng rồi. Rồi thì chúng ta sẽ tạm dừng tập tại đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Tiny Gladiator. Bye bye.